Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Chiêu mộ Harry Kane, MU đổi 4 cầu thủ gạ Tottenham. Man United đón cú sốc cực lớn sau khi thắng Aston Villa. Bruno Fernandes ra điều kiện gia hạn hợp đồng liên quan đến Pogba và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Chiêu mộ Harry Kane, MU đổi 4 cầu thủ gạ Tottenham. Tottenham gục ngã trên sân của Leeds United với tỷ số 1-3. Tấm vé tham dự Champions League 1 giờ tới ngày càng trở nên xa vời đối với gà trống thành London. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để Spurs giữ chân ngôi sao chủ lực Harry Kane. Tuy nhiên, họ đã không làm được. Rõ ràng chiếc áo của Tottenham đã trở nên quá chật chội so với tài năng của tiền đạo người Anh. Ở tuổi 27, Kane đang rất cần một danh hiệu lớn sau nhiều năm cống hiến cho Spurs. Chính vì vậy, truyền thông đồn đoán chân sút sinh năm 1993 sẽ ra đi vào mùa hè tới. Man United là một trong những câu lạc bộ khao khát sở hữu số 10 của Spurs nhất. Quỷ đỏ đang thiếu đi một tay sân bàn đẳng cấp có thể giúp họ cạnh tranh trước vô địch Premier League, xa hơn là Champions League. Harry Kane vì vậy là mục tiêu số 1 của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền tài chính bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Man United khó có thể đáp ứng con số 150 triệu bảng mà Tottenham mong muốn. Theo The Atlantic, MU muốn giảm số tiền mà Spurs yêu cầu cho tiền đạo người Anh bằng cách đưa một ngôi sao vào trao đổi trong thương vụ này. Express Sport dự đoán Quỷ đỏ sẽ đem David De Gea, Jesse Lingard, Anthony Martial và Donny van de Beek cho Tottenham lựa chọn. Dù bốn cái tên trên đều đang gặp khó khăn tại Old Trafford, nhưng tài năng của họ đã được khẳng định trong nhiều năm trở lại đây. MU gặp họa lớn với chấn thương của Harry Maguire. Manchester United đã không thể có được chiến thắng trọn vẹn trước Aston Villa. Chiến thắng giúp Quỷ đỏ xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời làm gián đoạn lễ ăn mừng trước vô địch của Man City. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford đã gặp phải tổn thất không nhỏ sau trận đấu này. Cụ thể, Harry Kane dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Eric Bailly ở phút 78. Có vẻ như đó không phải là một chấn thương nhẹ khi trung vệ người Anh tỏ ra rất đau đớn. Dù rất nỗ lực, nhưng Maguire không thể tiếp tục thi đấu. Hiện chưa rõ tình trạng của Maguire, nhưng Man United chắc chắn có lý do để lo lắng khi trận chung kết Europa League sắp cận kề. Kể từ khi cập bến sân Old Trafford đến nay, Maguire đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Man United. Đáng chú ý, Maguire chưa bỏ lỡ bất kỳ một trận đấu nào của Man United tại đấu trường Premier League. Không có Maguire, hàng thủ của Man United sẽ gặp khó khăn khi đương đầu với một Villarreal sở hữu những cầu thủ rất nguy hiểm. Sợ bị biểu tình, MU biến sân Old Trafford thành lô cốt. Mới nhất, lực lượng an ninh ở sân Old Trafford đã cho thấy xây dựng thêm rào chắn. Rất nhiều xe tải chở trang thiết bị đã được nhìn thấy ở bên ngoài nhà hát của những giấc mơ, khẳng định sự chắc chắn, sẵn sàng của Quỷ đỏ cho những biến cố sắp tới. Ở những trận đấu tới, sự phối hợp giữa lực lượng an ninh câu lạc bộ và cảnh sát địa phương sẽ được tăng cường. Theo đó, sẽ có đoàn xe hộ tống xe buýt chở cầu thủ MU từ khách sạn Nori vào bên trong Old Trafford. Fan được khuyến cáo tránh tụ tập đông người nhằm vừa duy trì giãn cách xã hội, vừa tránh gây hiểu nhầm không đáng có với nhà chức trách. Lần này, cảnh sát địa phương sẽ mạnh tay hơn trong việc trấn áp những kẻ quá khích để tránh những thiệt hại đáng tiếc, như việc đã có hai sĩ quan bị thương ở sự vụ trước đó. Cavani đẳng cấp từ sự đơn giản. Nhìn cách Cavani ghi bàn thật nhẹ nhàng, đứng đúng chỗ và chạm nhẹ cái đầu, cảnh giới cao nhất của bóng đá hay bất cứ điều gì là sự đơn giản. Cavani đã cho mọi người thấy điều đó ở những điểm chạm, nhưng để có được hành trình này không hề đơn giản. Trước khi bàn thắng đến, Cavani còn đang đứng trước ở góc xa của vòng cấm. Hàng thủ Aston Villa vẫn đủ người, nhưng chỉ tích tắc, Cavani có mặt ngay chính diện khung thành để ghi bàn. Nếu tính cả thời khắc bóng qua vạch vôi để đi ăn mừng, mọi thứ gọn gọn trong 7 giây. Không còn nhiều tiền đạo hiện sở hữu kỹ năng này của Cavani. Điều này giúp chân sút người Uruguay dù đã 34 tuổi nhưng vẫn chạy tốt tại ngoại hạng Anh. 7 trận đấu đã qua, thành tích của Cavani thật đáng nể. Với 8 bàn thắng 2 kiến tạo trong 7 trận đấu đã qua, thành tích của Cavani thật đáng nể. Chính vì lẽ đó, MU vừa đi nước cờ mới trong việc thuyết phục Cavani khi gửi lời đề nghị lương trị giá 250.000 bảng trên một tuần. MU có điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với cựu chân sút PSG, nhưng nó chỉ được kích hoạt nếu Cavani gật đầu đồng ý. Được biết, sau khi rời Paris Saint-Germain, Cavani chấp nhận cắt giảm 35% thù lao. Tuy vậy, lúc cập bến Old Trafford, anh cũng bỏ túi riêng 6 triệu bảng tiền phí lót tay. Ole Gunnar Solskjaer hy vọng những ưu đãi về lương bổng có thể làm Cavani sâu lòng và sớm đặt bút ký gia hạn với Red Devils. Quyết định của chân sút Uruguay ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình, bởi trong thời gian dịch Covid-19, anh phải thi đấu rời xa những người thân của mình. Trên khía cạnh chuyên môn, Cavani đã đóng góp không nhỏ cho MU, đặc biệt giai đoạn Martial vắng mặt.
4 kỷ lục được thiết lập sau màn ngược dòng của Man United. MU tạo hàng loạt thống kê ấn tượng sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh hôm 9 tháng 5. Theo Opta, chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 35 là lần thứ 10 Manchester United lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước. Đây là thành tích không được câu lạc bộ nào làm được trong một mùa tại kỷ nguyên Premier League. Hai kỷ lục tiếp theo thuộc về hai cá nhân. Bruno Fernandes trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Man United ghi 13 bàn từ chấm đá phạt đền trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Cristiano Ronaldo cần 112 trận để chạm mốc 25 bàn tại Premier League, trong khi Bruno Fernandes chỉ cần 48 trận để đạt thành tích này. Trong khi đó, Greenwood cũng vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất cho câu lạc bộ chủ sở Old Trafford. Phút 87, Edinson Cavani giúp MU ấn định thắng lợi 3-1 cho Man United. Trong 9 bàn tại Premier League mùa này, El Mandado có 6 lần đánh đầu tung lưới đối thủ. Pha lập công này giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau khi vào sân từ ghế dự bị cho MU ở một mùa giải, gồm 5 bàn. Cavani, Xavi Hernandez và Ole Gunnar Solskjaer là ba tiền đạo Man United chia sẻ kỷ lục này với cùng 5 bàn. Khoảng cách hiện tại giữa MU và Man City là 10 điểm, trong khi Quỷ Đỏ vẫn còn một trận chưa đấu. Man City sẽ phải chờ thêm ít nhất một vòng đấu để có thể trở thành tân vương Ngoại hạng Anh 2021. Màn trình diễn của Cavani cùng đồng đội đã giúp Man United chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Điều này đồng nghĩa với tấm vé dự vòng bảng Champions League mùa tới. Tuy nhiên, chiến thắng của Quỷ Đỏ kém vui khi đội trưởng Harry Maguire dính chấn thương sau tình huống va chạm với Engrazi ở phút 78. Đây là lần đầu tiên tại Bremen mùa này, trung vệ sinh năm 1993 rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc. Huấn luyện viên Solskjaer sẽ phải tính toán để giúp Maguire có thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận chung kết Europa League với Villarreal vào ngày 27 tháng 5. Greenwood tưởng đơn giản nhưng không thể cản. Chỉ 4 phút sau khi Bruno Fernandes có tình huống gỡ hòa trên chấm 11m, Man United tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số do công của tiền đạo trẻ Greenwood. Xuất phát từ đường chuyền đơn giản của Wan-Bissaka bên phía cánh phải, Greenwood nhận bóng rồi xoay người, loại bỏ trung vệ Tyrone Mings. Cú dứt điểm bằng chân trái đầy uy lực của tiền đạo 19 tuổi sau đó đã khiến thủ thành Emiliano Martinez phải chịu thua dù đã chạm được tay vào bóng. Chứng kiến tình huống xử lý cơ bản nhưng không kém phần mẫu mực, cựu danh thủ MU Dean Lubin đã phải thốt lên trên BBC Radio 5 Live rằng: "Đó là Greenwood, đó là những gì cậu ấy làm, trông thật đơn giản. Greenwood thích góc sút đó, cậu ấy đặt mình vào một vị trí rất tốt. Hậu vệ theo kèm không thể chạm vào Greenwood và cậu ấy xoay người sút vào góc gần. Một cú dứt điểm mẫu mực và càng đặc biệt khi Greenwood có thể làm được điều đó bằng cả chân trái và chân phải với lực sút rất mạnh. Với pha lập công vào lưới Aston Villa, Greenwood đã có cho mình 5 bàn thắng sau 5 trận gần nhất ở Premier League. Mốc 5 bàn thắng trước đó của Greenwood chỉ đến sau 29 lần ra sân. Thống kê cho thấy sự tiến bộ vượt bậc kể về khả năng sân bàn của thần đồng Man United. Đang nói, Greenwood đang phải đá giặt cánh phải trong mùa này thay vì vị trí tiền đạo cắm sở trường. Michael Owen chê Solskjaer không dám tin tưởng siêu sao. Ole Gunnar Solskjaer đã bố trí Fred và McTominay ở vị trí tiền vệ trung tâm trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, với Paul Pogba được triển khai bên cánh trái của bộ tứ tấn công gồm Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Greenwood. Điều đó có nghĩa là Edinson Cavani phải dự bị, dù khi vào sân anh đã mau chóng ghi bàn cùng Fernandes và Greenwood. Và Owen, cựu tiền đạo của Quỷ Đỏ, muốn thấy Pogba đảm nhận một trong hai vị trí tiền vệ trung tâm, cho phép Cavani chơi ở vị trí trung phong. Cựu tiền đạo Liverpool, Real Madrid và Man United lên tiếng: "Tôi biết mọi người hâm mộ MU trên toàn thế giới sẽ đồng ý với phương án đưa Paul Pogba sát cánh với một cầu thủ tiền vệ lùi sâu. Sau đó, bạn có thể có thêm một ai đó lên trước như Cavani và bạn có thể xếp Fernandes đá hộ công với hai cầu thủ đá cánh bình thường. Tuy nhiên, hiện tại bạn phải cất Cavani trên băng ghế dự bị vì bạn không tin tưởng Pogba đá như một tiền vệ lùi sâu nên bạn buộc phải để anh ấy đá rộng. Đó là một câu hỏi hóc búa." Khi mà MU chơi với một đội hình bình thường ở sân nhà, Ole Gunnar Solskjaer như muốn mở khóa cho tất cả các ngôi sao, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy hoàn toàn tin tưởng Pogba trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Solskjaer nhắc nhở De Gea. Huấn luyện viên người Na Uy dành những lời khen cho De Gea khi mà MU thắng chung cuộc Roma 8-5, lấy vé chung kết Europa League. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu thủ thành Tây Ban Nha có bắt chính ở trận tranh ngôi vương với Villarreal hay không, Solskjaer đáp: "Tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn trước trận chung kết, nhưng khó khăn nhất vẫn là mỗi khi chọn cho một đội hình ra sân. Chúng tôi là MU và chúng tôi nên có sự cạnh tranh cho mọi vị trí trong đội. Tôi luôn có những cầu thủ chất lượng hàng đầu trên băng ghế dự bị. Dù đó là ở vị trí tiền đạo, cầu thủ cánh phải hay cánh trái, trung vệ hay thủ môn. Tôi luôn nói rất nhiều lần, mình là huấn luyện viên may mắn nhất thế giới với hai thủ môn mà tôi có."
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.